dù sự nghiệp diễn xuất gần như chỉ đóng đinh với một vai diễn duy nhất là Quang Tham Hòa Thân, song Vương Cương vẫn được xếp vào hàng nghệ sĩ thực lực và thành công của màn ảnh Trung Quốc. Tên tuổi của ông gắn liền với bộ phim kinh điển Tể Tướng Lưu Hù cùng series nhiều phần ăn khách Bản Lĩnh Kỷ Hiểu Lam. Quang Tham Hòa Thân qua diễn xuất tài tình của nghệ sĩ Vương Cương nghiệp diễn thuận lợi là vậy, nhưng cuộc sống tình cảm của Vương Cương lại không thực sự êm đẹp. Trải qua hai cuộc hôn nhân đổ vỡ, tới ngưỡng tuổi 60, ông mới tìm thấy bến bờ bình yên bên người vợ trẻ kém ông tới 20 tuổi. Vương Cương kết hôn lần đầu vào năm 1978 với người vợ tên Tiểu Đỗ, một nhân viên trong đoàn ca múa. Không may, vì quá mải mê phát triển sự nghiệp, nam nghệ sĩ không dành nhiều thời gian cho vợ, gây ra sự xa cách và những rạn nứt khó hàn gắn giữa hai vợ chồng. Họ ly hôn chỉ sau một năm đám cưới, không lâu sau khi con gái chào đời. Vương Cương và người vợ đầu thời trẻ năm 1996, Vương Cương tái hôn với nữ nghệ sĩ Thành Phương Viên. Song cuộc hôn nhân này cũng không duy trì được lâu bền và đặt dấu chấm hết vào năm 2001. Theo chia sẻ của Vương Cương, vợ chồng ông chia tay trong hòa bình, do nhiều bất đồng vì tính cách không hợp. Cũng có nguồn tin cho rằng, mâu thuẫn giữa Thành Phương Viên và con riêng của chồng là nguyên nhân dẫn tới sự chia ly. Cuộc hôn nhân thứ hai của nam nghệ sĩ kết thúc trong hòa bình, nhưng tưởng chuyện tình duyên chẳng bao giờ còn mang đến may mắn cho Vương Cương thì khoảng 7 năm sau, nam nghệ sĩ bất ngờ tìm thấy mối duyên lành mới với người vợ trẻ mà ông tình cờ quen biết qua Internet. Trịnh Diễm Đông, người vợ thứ ba của Vương Cương kém ông 20 tuổi. Thời gian đầu họ sánh vai nhau, nhiều người bình luận, họ giống cha con hơn là vợ chồng. Vương Cương và cậu con trai có trong cuộc hôn nhân với người vợ thứ ba Vương Cương hơn Trịnh Diễm Đông 20 tuổi, vợ chồng kết hôn năm 2006. Năm 2008, Trịnh Diễm Đông sinh con trai cho Hòa Thân, lúc đó nam diễn viên 60 tuổi. Để lấy được Diễm Đông, Vương Cương phải trải qua giai đoạn thuyết phục gia đình nhà gái. Bố mẹ Diễm Đông ban đầu không ưng Hòa Thân vì ông lớn tuổi, lại từng qua hai đời vợ. Cách cư xử chín chắn và sự khéo léo của Vương Cương dần khiến nhà gái thay đổi ý kiến. Vợ chồng Vương Cương và con trai cách đây vài năm, Trịnh Diễm Đông hạ sinh con trai cho Vương Cương vào năm 2008, một lần nữa mang tới cho ông niềm hạnh phúc làm cha khi đã ở tuổi 60. Có một bí mật thú vị là, con trai của họ sinh cùng năm với cháu ngoại của Vương Cương. Hiện giờ, ở tuổi 70, nam nghệ sĩ Hòa Thân thảnh thơi sống bên người vợ trẻ và cậu con trai đã 10 tuổi. Từng có khoảng thời gian, Vương Cương vừa chăm